cha ơi, sao xa kia chỉ thấy nước, thấy trời, không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó. Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa, sẽ có cây, có cửa, có nhà. Vẫn là đất nước của ta, ở nơi đó cha chưa hề đi đến. Hình ảnh cánh buồm căng gió lướt ra khơi từ lâu đã là biểu tượng cho giấc mơ và khát vọng khám phá, dựng xây những vùng đất mới. Và ước mơ ấy được tiếp nối từ thế hệ cha tới thế hệ con, khi ước mơ của cha ông trở thành động lực để thế hệ sau tiếp tục hành trình phát triển quê hương. Mang giấc mơ của người khai mở với sứ mệnh làm đẹp những vùng đất, hệ sinh thái đẳng cấp của Sun Group được xây dựng tại Phú Quốc với ba trụ cột vững vàng: du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và bất động sản cao cấp. Dương cánh buồm mơ ước xa khơi, khai mở thiên đường bao la Phú Quốc. Với tầm nhìn phát triển bền vững và tôn trọng tự nhiên, chân quý văn hóa bản địa, Sun Group đã góp phần biến Hòn Thơm trở thành thiên đường có thật ở nhân gian. Đảo Thiên Đường Hòn Thơm đem đến những trải nghiệm tinh hoa từ ba hợp phần gồm Sun Iconic Hub, Sun Festival Avenue, Sun Ridges Village. Sun Iconic Hub, thiên đường của những tuyệt tác kiến trúc, cánh buồm khát vọng của cha và con trong giấc mơ của nhà thơ Hoàng Trung Thông ngày nào đã trở thành biểu tượng của Hòn Thơm. Điểm xuyết trên bờ biển bãi chào là hệ thống Commercial Villa, Boutique Hotel và Shop House với thiết kế mang cảm hứng Santorini kết hợp kiến trúc nhiệt đới đương đại ấn tượng. Sun Festival Avenue, thiên đường của những trải nghiệm tinh hoa, thế giới vui tươi sôi động được kiến tạo tại trục đại lộ Đông Tây với làng ẩm thực, khu clubhouse và các hoạt động lễ hội, giải trí, mua sắm đẳng cấp. Những trải nghiệm bất ngờ, những siêu game đầy thách thức tiếp tục đón chờ du khách tại công viên nước Aquatopia và công viên chủ đề Exotica Village. Ước mơ về hạnh phúc vĩnh cửu được nuôi dưỡng và hiện thực hóa tại Sun Ridges Village. Những căn biệt thự trên gành đá, lưng tựa đồi, mặt hướng biển, nơi con người sống giao hòa với thiên nhiên, tìm lại được sự an yên và tĩnh lặng từ bên trong tâm hồn. Thiên đường nồng ấm, hòa cảm xúc bay xa. Thiên đường hạnh phúc, nơi nhịp sống an hòa. Những tuyệt tác kiến trúc đương đại, sự mộc mạc của thiên nhiên hòa nhịp với cuộc sống rộn ràng đã tạo nên Hòn Thơm. Thiên đường là có thật. Biển quê hương muôn giấc mơ giàu đẹp, nơi đó một thiên đường, tuyệt tác chốn nhân gian. Với tầm nhìn phát triển bền vững, Sun Group sẽ tiếp nối hành trình làm đẹp những vùng đất, điểm tô nơi đây với những công trình kiến trúc vượt thời gian. Một tương lai sôi động, phồn thịnh đang được dựng xây, khiến Phú Quốc trở thành điểm đến đáng mơ ước của thế giới. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.